Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người cuộc chương trình góp nhận top căng EAT FX nha bác. Để tham gia chương trình góp này mình đứng lên mô tả mà Telegram không start chatbot bác. Nhận gọi các bạn được cấp trai nha bác. 40-12. Năm mươi hai chứ phải ghi 55 ta. Rồi mình nhận không 10 top cần EAT FX này khoảng 0.1 NH các bạn, khá là cao các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group Queen Challenge này các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Dự án công tiềm năng đó. Rồi mà bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Challenge các bạn. Rồi các bạn join tiếp nha bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Rồi các bạn follow, like và review bên. Các bạn theo dõi này nha bạn. Các bạn like và tao quýt nha bạn. Rồi các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn chờ lại nha bạn. Các bạn mới đắp lên nha bạn. Chết bà, nhảy đâu luôn. Rồi các bạn làm xong hết nhiệm vụ, các bạn bấm nút tắt nè. Rồi, nó hỏi các bạn có son hai kênh group seller không, bạn bấm forget nha bạn. Rồi, các bạn điền lại cú xin em Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn vào check team copy vào ba gạch để chặn copy cú xin em Telegram mình bạn. Bạn nào chưa mới tạo thì nên tạo cái username em các bạn. Last seat follow the world submit this last fan các bạn, để mình coi các bạn. Mình đã lộn bước này các bạn ấy, nó kêu gửi tên, nó gửi kêu gửi tên the world, mình gửi tên Telegram nên các bạn khởi động bot lại nha các bạn. Các bạn bấm nó sẽ tắt lên nè. Trời ơi. Reset mini. Rồi các bạn bấm tắt lên nè các bạn. Khởi động lại bạn, rồi bấm focus luôn nè. Rồi các bạn gửi username theo word của mình nha các bạn. Mình hồi nãy mình lộn, mình thấy cái chữ Telegram còn MMO một anh. Rồi bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ nhà C10 chocolate máy sơ wallet, các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ IP của mình nè. Các bạn sao chép nha các bạn. Các bạn dán vào đây các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào hình ụ vuông các bạn. Bấm rồi mình đã nhận được. Mười tôi cần EAT FX nha bạn. Lấy đinh dép chia sẻ bằng bè để kiếm tiền tôi cần nha bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo của mình nhé.